Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Những chiến công ấy đã ghi vào lịch sử chiến tranh giữ nước vĩ đại của dân tộc. Với tinh thần sông bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hầu hết đều ở độ tuổi thanh xuân. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên đã quy tụ được gần 1.900 phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Các đồng chí đã vì nhân dân mà quên mình mà đã hy sinh ở tại tỉnh Hà Giang như thế này mà được Đảng và Nhà nước đã nhìn nhận đến các đồng chí liệt sĩ thế này thì cũng là rất là tuyệt vời rồi. Đấy, được như thế này tôi thấy là rằng là các đồng chí làm lại đây cũng ấm lòng. Trong ký ức của những người lính năm xưa, mặt trận Vị Xuyên là nơi hứng chịu rất nhiều đạn, pháo, hỏa lực mạnh của đối phương. Những điểm cao 1509, 1200, 772, 685 ngày trước đạn cày đi xới lại, đất trở thành một màu xám xịt. Điểm cao 685 đá hóa thành vôi. Bản thân tôi cũng như đồng đội của chúng tôi, những người lính đang tham gia chiến đấu sau khi trở về tại mặt trận Vị Xuyên cũng mong rằng Tổ quốc, nhân dân và quân đội là và tất cả các đơn vị tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trở lại cái vùng biên cương của tổ địa đầu của Tổ quốc, tìm kiếm lại những gì mà thân xác anh em của đồng đội chúng tôi là được đưa về cái nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên này. Có lẽ nguyện vọng của những người lính tham gia mặt trận Vị Xuyên năm xưa đều mong muốn tìm được và đưa đồng đội của mình trở về với quê hương, về với nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Thời gian vừa qua, nghĩa trang này được tôn tạo, mở rộng để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự toàn vẹn thiêng liêng của Tổ quốc.